Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng hiện nay tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành như hiện nay đã khiến cho nguy cơ cháy nổ ngày một gia tăng. Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2022, tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một số vụ cháy lớn. Tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở. Mới đây, một vụ cháy lớn tại công ty may Wuchan Việt Nam, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hàng chục xe chữa cháy của công an tỉnh Quảng Nam và công an thành phố Đà Nẵng đã được huy động để chữa cháy. Phải mất hàng giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt, nhưng toàn bộ khu nhà xưởng với ước tính hơn 3.000 m² đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Còn tại Đà Nẵng vừa qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà chứa rất nhiều hàng hóa và đồ dùng sinh hoạt dùng để buôn bán. Được biết, nguyên nhân ban đầu các vụ cháy trên có thể do chập điện. Khi thành phố bước vào đợt cao điểm của đợt nắng nóng thì nhu cầu sử dụng về điện gia tăng đáng kể. Tất cả mọi thiết bị hạ nhiệt được tận dụng tối đa. Đường dây điện bị quá tải là nguyên nhân cơ bản gây chập điện dẫn đến cháy nổ. Ngoài ra, sự lơ là sử dụng điện không đúng quy trình cũng là một trong những yếu tố góp phần cho gây ra cháy nổ. Những năm gần đây, công tác phòng cháy chữa cháy được lực lượng công an phường xã đảm nhận đã giúp cho việc ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy nổ từ cơ sở. Cùng với công tác kiểm tra, nhắc nhở thì công an các đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức, đồng thời tăng cường thực tập và kiểm tra thường xuyên chặt chẽ các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao nằm trong khu dân cư để giúp hạn chế tối đa việc phát sinh sự cố cháy nổ ngay từ cơ sở. Phường đã triển khai đến khu dân cư, đề nghị tất cả các tổ dân phố là trang bị mới bình phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó cũng củng cố lại lực lượng phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư và khảo sát thêm một số kiệt đề xuất là lắp đặt các hộp chữa cháy để nhằm để đảm bảo cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn khi mà có cháy xảy ra. Kiểm tra từng hộ các trạm phát sóng kinh doanh, trong đó lưu ý nhất là cái việc trang bị phương tiện, ý thức của người ở trong cái hộ kinh doanh đó và đặc biệt là các lối thoát nạn thứ hai để mà khi mà xảy ra sự cố thì người dân có thể tự thoát ra ngoài, tuyên truyền ở các khu dân cư và tổ chức tập huấn chữa cháy ở khu dân cư để từ đó nâng cao ý thức của người dân có thể biết sử dụng trang bị phòng cháy chữa cháy để người dân có thể kịp thời xử lý trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến. Mỗi vụ cháy đi qua luôn để lại nỗi đau, mất mát, thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Chính vì vậy, bản thân mỗi người dân, chủ cơ sở doanh nghiệp cần nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại gia đình, cơ sở mình, không để mất bò mới lo làm chuồng.